Chào các bạn, và như đã biết thì game DLS 2021 hiện giờ đã không còn ở trên CH Play. Đó, chúng ta thử tìm lại. Đó, và hiện giờ thì đã không còn. Và các bạn đã làm theo cách mình chỉ ở video lần trước, đó là vào Google gõ DLS 2021 để tải từ Google. Thì có nhiều bạn vẫn chưa tải được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn một cách khác để các bạn có thể tải nhé. Các bạn chưa tải được có thể là sẽ hiện lên một cái thông báo, đó là mục này không có sẵn ở quốc gia của bạn. Và với lỗi như thế thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách khắc phục nhé. Chúng ta sẽ vào phần VPN. Đó. Và chúng ta sẽ chọn bất kỳ một quốc gia mà chúng ta muốn chuyển sang nhé. Ở đây mình chọn Canada. Chúng ta đợi một chút để kết nối. Và bây giờ đã kết nối đến Canada thành công nhé. Giờ bài tiếp theo mình vào cài đặt. Chúng ta sẽ vào phần ứng dụng. Xong vào quản lý ứng dụng. Ở đây chúng ta sẽ tìm cửa hàng CH Play. Ở đây cửa hàng Google Play. Thì ở đây chúng ta sẽ xóa dữ liệu đi nha các bạn. Xóa tất cả dữ liệu và ấn OK. Rồi, và sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại cửa hàng Google Play. Và bây giờ chúng ta gõ DLS 2021 để tìm lại nhé. Rồi, và hiện giờ thì Dream League Soccer đã hiện ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cài đặt như bình thường. Đó, và mình chơi nhanh một chút. Và sau một lúc thì mình đã tải xong. Và bây giờ thì vào chơi như bình thường thôi. OK. Và với cách này chúc các bạn tải được game và chơi game vui vẻ. Vẫn chưa hết đâu, đừng tắt lỗi nha. Và món quà tiếp theo mình muốn dành tặng cho những ai đang theo dõi kênh của mình ở trong game 3 này, đó là một tài khoản. Một tài khoản này mình đang để trống, nhưng cũng có sẵn những cầu thủ rất là hot rồi, đó là Ronaldo và đoàn Tân Hậu của chúng ta nhé các bạn. Chắc hẳn là rất là nhiều người muốn sở hữu đoàn Tân Hậu nhưng mà vẫn đang gặp khó khăn. Ở đây mình đã mua sẵn cho các bạn để làm quà tặng dành cho một bạn khán giả may mắn nhất rồi nhé các bạn. Đó. Và mình đang để sẵn ở trong tài khoản, đó là 40.000 vàng để cho các bạn tự build cầu thủ mà các bạn yêu thích nhé. Đó, team rating rất là thấp nhưng mà mình đã mua được Ronaldo rồi. Rất là may mắn khi mà mình đã mua được. OK, và mình sẽ dành tặng tài khoản này cho bạn nào để lại một số có hai chữ số từ 0 đến 99 trong thời gian nhanh nhất. Khi video này của mình đạt 5.000 lượt xem, mình sẽ chốt danh sách và bốc thăm công bố trúng thưởng nha. Chúc tất cả các bạn may mắn. Chào các bạn. Bye bye.